bạn vừa nghe cái con lồng ở giữa cửa con rồng là con có âm đồng. Đó. Anh em mà muốn anh em giao lưu với chim cu liên hệ cho mình. Mình giới thiệu là mình là Thao. Trên cái kênh Chim Cu Gáy Hay là 0163 5305982 và 0989 177982.